dưới nữa. Đây là hạt giống bắp ngọt nữ hoàng đỏ, hay còn gọi là bắp tím nữ hoàng, hay là ngô tím nữ hoàng, hay là ngô nữ hoàng đỏ. Điểm đặc biệt của giống bắp ngọt nữ hoàng đỏ là đây là giống bắp ăn sống, ngô và ngọt mà không cần phải chế biến. Ngoài ra thì chúng ta có thể chế biến một số món như là rưỡi, cách thủy hoặc là nước, cũng rất là ngon và ngọt. Đơn giản nhất là ăn sống. Ở trên bao bì có tem chống hàng giả của công ty Nova. Gói này là gói 50 hạt. Dưới sản phẩm có ghi thông tin về mặt độ trồng, các cái cây từ 25 đến 30 cm, hàng trái hàng từ 70 đến 75 cm, giống trồng độ quanh năm, thời gian thu hoạch từ 58 đến 62 ngày. Và sau khi gửi thông tin công ty, độ nảy mầm trên 85%. Đây là giống, liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và tạm biệt.